Rồi em chào anh em Kim Nguyễn. Thì cái clip trước á là em đang trả hàng cho anh em. Thì hôm nay của em test trả hàng cho anh An 6.35 nè. Nhưng mà tiếc cái là cái kính của anh á nó nhỏ hơn cái lăng kính em để trên trên xe. Đấy. Thì nói chung là em ráp em test tầm 3 4 lần vậy hoặc là 2 3 hôm vậy á. Cũng gần cả bay cũng gần hơn nửa cái kẹo của em à. Rồi ok ổn định hết em mới gửi. Còn qua anh áp thì nói chung là em làm one up trước giờ em làm sao thì bây giờ thì nói chung là bằng one up thì quá ok. Thì nói chung là tại em làm là em biết em hiểu. Còn cái phần cành rồi tất nhiên là hộp ráp canh chỉnh như thế nào mình phải đi test, em phải đi test chuẩn chỉnh hết rồi em mới gửi cho anh em. Đấy. Thì em chia sẻ cho anh em như thế này nè, đây là em trả hàng thôi. Giống như cũng giống như mọi clip mọi khi đấy. Là đây em chia sẻ có những có một ông anh thì anh kêu em ráp một cây cấu hình tầm 10 triệu đấy chụp qua cho em xem thì đúng là cấu hình 10 triệu mà nhưng mà mức độ họ ráp ráp họ chưa có hiểu được á ráp về chơi 30 mét nói chung là 30 mét mà to hơn nắp C2 cũng cả một vấn đề rồi anh em đúng không thì nói chung là ráp đạt tầm làm sao là 60 70 với mức độ kính nó phải rõ nha nó phải vô lỗ với điều kiện với mức là 5.5 60 70 vô lỗ. Còn với điều kiện là 6.35 60 70. Nó ăn viền 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 thế nắp nắp của chai cồn. Nắp chai cồn 90 á. Nó phải ăn viền viền như thế. Nó chỉ lệch ra không cho phạm vi quá nắp C2. Với điều kiện 70. Tại mức độ 635 em đáp độ canh chỉnh á, áp trong phần căng của lò xo bú mát nó phải độ giật cao hơn là 5.5. Riêng cái dòng 5.5 xà lung này là em cũng cho lò xo bú mát rồi. Lò xo bú em là 1,5 ly đấy chứ không phải là xo bú bí tí không phải đâu nó phải căng 1,5 ly mà nhưng mà mình em cắt ngắn lại mức độ đập nó có giới hạn cái nhất cái hai này nó không hao hơi không thừa hơi dễ bị xảy ra nó sinh ra cái trường hợp bị sắn ốc anh em đấy trường hợp bị sắn ốc đấy. Thì phụ kiện của anh gì mà sao cũng quên tên hoài thôi kìa nó có chân trống có ray luôn nha có chân trống có ray full cấu hình tầm cao có chân trống có ray của anh An kia thì anh gửi về cho em sửa chữa là cũng anh cũng có chân trống mà nhưng mà chân trống bắt vô hơi bị thô anh nè anh cố gắng tìm được cái chân trống kia là nó quá ok luôn anh ơi đấy cái chân trống này đâu mà nó có lò xo gì giống cái chân chó của mấy chiếc xe đạp ấy nè thì cố gắng anh lấy cái ray chân trống bắt vô là ok quá ổn định luôn nè đó thì nay là mọi khi em lên test cái địa hình của em là mọi khi nè đấy em test ổn định ok em test 500 hôm thì em mới gửi chứ không phải em test liền là gửi liền tại mức độ dụ mình test hôm nay không biết ngày mai nó ra sao đúng không ngày mai chuẩn hay không mà khi gửi tới tay của anh em là biết nó chuẩn hay không phải chuẩn như thế nó mới gửi đi đó. Thì cái anh gì em sẽ nhắc lại anh về ráp một khẩu tầm 10 triệu á anh ấy đưa lên em sửa thì 10 triệu nói chung là họ ráp ráp á nói chung là có cái gì họ chỉ dằn ốc theo anh ấy thôi thì cả từ cái tay đòn họ cũng không đóng em riêng bên em là tất nhiên tay đòn nó cứng dàn ốc cứng phải cứng nhưng mà riêng cái tay đòn em phải đóng em ví dụ như này nè em quay cho anh em xem anh em thấy tay đòn nha em phải đóng mức độ nó lắc nó là ít hơn mức độ đóng thôi nó dứt khoát chứ không phải là đóng thôi vô đầy vô đèo đẩy kẹo vô đấy khi mà hơi lên thôi nó sẽ xịt về lại 2 ly với mức độ 2 ly anh em đừng nghĩ là không sao nha có một cả một vấn đề đấy đúng không thôi nằm trong này hơi đẩy lên thôi sẽ sụt về cái thôi em nói thôi nó bị sụt xịt tới luôn như thế này nè mình phải ký mình phải đóng chốt mức độ thôi nằm vị trí nào nó sẽ nằm ngay vị trí đó chứ đừng để thôi bất cứ thôi im bắt hoặc là thôi kim nó phải nằm một mức cố định chứ anh em đẩy vô như thế này đúng không hơi đập lên rồi hơi nén độ nén cao mà nó sẽ xịt về chút xíu tầm 2 ly thôi nó cũng cả một vấn đề đấy từng chi tiết em đáp ra từng chi tiết nhỏ luôn chứ không phải là anh em cứ kiểm tra cái quan của tôi để tối nay này qua ngày mai nó có tràn hay là nó có trục áp hay không cái quan nó chỉ là một phần 10% nó chỉ là 0,2% thôi liên quan tới dòng BCM này nó chỉ là 0,2 thôi còn mức độ nếu như mà mức độ mà 50% còn lại là ổ đạn cành đấy còn 30% còn lại thì anh em cách thức anh em đáp đáp canh chỉnh từ cò thôi bú đập kính hơi là không đấy đập có bị xì hơi hay không xì hơi cũng cả một vấn đề nha đấy em biết là nhiều anh em ráp không chậm chơi 40 mét nó không ok rồi anh em đánh giá là
ít biết chơi chán lắm, chuyển quần đồ. Tại vì sao? Tại vì anh em ráp, cách ráp của anh em không chuẩn, không chuẩn thì thức cái mức độ nó không theo ý muốn của anh em đâu, đúng chưa? Trước hết mình ráp phải chuẩn, đừng có ráp nôn, từ từ anh em ráp đấy, coi thử nó bị xìa hơi chỗ nào hay không. Còn với riêng em là dòng cái bit này em ráp thì quá rõ nó rồi đấy, cứ ráp một phát là ăn. Những clip trước của em á, em test hoàn toàn là 140, 120 mấy, 130 mấy, cứ trên 100 trở lên. Còn 560 là em test biểu diễn cho anh em chơi thôi. Thì em nói như thế này thì anh em cứ quay lại clip của em xem clip của em có thực tế hay không. Đây, nói chung là cái clip của em á, một khi em đăng phải cho thực tế đấy. Còn nói chung là cái này cũng không phải là cái công việc chính của em làm. Công việc chính của em là em làm là người khác đấy, bên cạnh tàu thuyền em là thợ cơ khí. Còn này chỉ là em chỉ đam mê, những em mà tin tưởng em chốt em full cây rồi em sẽ hỗ trợ anh em ráp full cây như thế. Em nói thế là anh em hiểu rồi. Em đang rất nhiều video chia sẻ anh em, thì anh em cố gắng nếu như xem được clip này anh em xem lại những clip sau sẽ hiểu em ra sao. Rồi em kinh nghiệm cho anh em nói ngắn gọn như thế thôi. Anh em có muốn tham khảo hay như thế nào cứ trở lại clip bên dưới của em. Nếu như mà bấm vô màn hình không có clip chính của em á, thì cứ vô là kênh Nghiễm BCB, nó sẽ ra một loạt clip của em á. Anh em muốn xem clip nào anh em cứ xem.